Truyền rằng thời xưa ở làng Chử Xá có hai cha con Chử Cù Vân và Chử Đồng Tử. Nhà nghèo lắm, đến nỗi phải chung nhau một cái khố. Hễ ai đi đâu thì đóng khố, còn người ở nhà thì trần truồng. Đến hôm người cha chết, dặn lại người con cứ giữ lấy cái khố mà dùng. Nhưng Chử Đồng Tử không nỡ để cha trần truồng, lấy khố đóng cho cha rồi mới chôn. Từ đó Chử Đồng Tử không có một mảnh vải che thân. Bấy giờ có một nàng công chúa tên là Tiên Dung, nhan sắc tuyệt trần, tuổi đã nhớn mà không chịu lấy chồng, sở thích du ngoạn, ngắm cảnh đẹp khắp nơi. Một lần nàng cùng đoàn tùy tùng chèo thuyền trên sông núi. Khi đến một khúc sông, nàng cho dừng lại. Đồng Tử trông thấy vội vùi mình xuống cát. Thấy cảnh đẹp, Tiên Dung cho lệnh lên bờ quây màn để tắm. Vô tình nơi Tiên Dung tắm lại đúng vào chỗ Chử Đồng Tử giấu mình. Nàng dội nước làm chảy lớp cát, lộ ra Chử Đồng Tử. Chàng hốt hoảng quỳ xuống và kể về hoàn cảnh của mình. Biết được nguyên cớ, Tiên Dung cho rằng đây là duyên trời sắp đặt, nên quyết định kết duyên cùng chàng, và sai người mang bộ quân phục vào, tuyên bố từ nay chàng là phò mã, mọi người xung quanh ai lấy tôn lệnh quỳ rạp xuống. Vì sợ vua cha, Tiên Dung không về mà ở lại sông cùng Đồng Tử. Hàng ngày Tiên Dung để chàng đi ra biển tìm vật lạ đem về đổi lấy những thứ khác. Một hôm trên đường ra biển, trời bỗng nổi cơn giông, sấm chớp đùng đùng. Giữa làn khói trắng hiện ra một ông cụ râu tóc bạc phơ. Cụ già ôn tồn nói: "Con chớ có lo, do thương con là người lương thiện, lại là người hiếu thảo, nên ta cho con cây gậy và chiếc nón để trú mưa." Nói xong, cụ đưa chiếc nón cho Chử Đồng Tử rồi vụt mất. Sau đó Chử Đồng Tử đưa cho Tiên Dung. Một thời gian sau, do sợ vua cha phát hiện, họ bàn nhau bỏ xóm làng tìm nơi vắng vẻ để ở. Đến chỗ ở mới không một bóng người, Chử Đồng Tử cắm cây gậy xuống làm mốc. Bỗng một tiếng nổ vang trời, xung quanh hiện ra một cung điện lộng lẫy với cả binh lính. Vua biết tin con gái ở với kẻ nghèo hèn kia, bèn sai quân đến đánh bắt về xử tội. Quân lính đến nơi thì cả cung điện cùng Chử Đồng Tử và Tiên Dung bay lên trời, chỉ còn lại bãi đất trống không giữa đầm. Bãi ấy về sau gọi là bãi tự nhiên, còn đầm ấy là đầm Nhất Dạ. Thấy sự kỳ lạ, nhân dân lập đền thờ ngay trên bãi.